Cầu mong cho nó hả, gặp được cái đứa hả, ngoan ngoãn, biết chăm sóc gia đình. Khi mà nó quen á thì phải nhìn rồi ha, cái đứa mà ví dụ nó ngoan ngoãn, nó sóc giác, nó biết trên biết dưới á, rồi mình hả, chọn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Nhà Hồng. Ba ơi, ơi, ba làm gì con với ba đang đâu rồi? Từ đem lên bà. Sẽ đem lên nè bà ơi. Hôm qua tôi đi chợ tôi mua ha, nấu canh chua. Nè bà có thích ăn cái này không? Nè bà, tôi mua cá lóc mà tôi ướp sẵn nè, lá kho tiêu cho bà. Okay. Ăn cho mập giống con heo luôn. Ăn con mập sẵn. Nấu canh chua bạc hà giá. Này. Lâu lâu làm bữa giùm tôi đi. Trời ơi, ăn rồi đi tối ngày. Lâu lâu làm cho tốt bữa thôi. Ừ. Lâu lâu làm chắc dâu tốt không hảo rồi. À. Làm dâu tốt đi để mai mốt là gặp được con dâu nó tốt. Không làm dâu tốt rồi gặp con dâu lụ đạn. Khổ một đời. Mày tao không què, tao còn bươn chải được. Còn mày què như vậy á, gặp con dâu hả xấu hả là hả, mày đâu có làm mọi giống tao được đâu. Mày đâu có làm mà chăm sóc được đâu. Đó. Con đi trước má rồi, má khỏi lo. Ừ, dễ không? Tôi vài năm nữa tôi cũng lên đường rồi. Mai mốt á. Rồi á, bây giờ má thích cháu dâu má làm sao? Giờ con dâu hả? Tao bây giờ tao không có cái gì mà mong mỏi bằng mai mốt rồi nó có bồ hay nó có vợ gì đó thì hả, cổng cầu mong cho nó hả, gặp được cái đứa hả, ngoan ngoãn, biết chăm sóc gia đình. Rồi hả, chăm lo cho nó biết làm, biết ăn, biết người lớn kẻ nhỏ, biết trên, biết dưới, biết cô bác. Như vậy là tốt rồi. Đừng có bày đặt đòi hỏi thế nọ thế kia, đẹp xấu hay là nhà có tiền, cái đó má không có quan trọng. Vậy con hiểu không? Vợ của người ta là xấu là vợ của nó. Nhưng mà con phải biết như vậy, để mai mốt nhỡ tao chết rồi hả. Rồi hả, bày đặt kén chọn thì nó phiền phức. Con cái hả thì coi như cái tình cảm của nó hả, là nó ở với nhau cả đời. Con hiểu không? Khi mà nó quen á thì phải nhìn. Rồi ha, cái đứa mà ví dụ nó ngoan ngoãn, nó sóc giác, nó biết trên biết dưới á, rồi mình hả chọn. Chứ đừng có chê nó nghèo khó, hay là nó có hoàn cảnh ha, bi đát, nó có chồng trước, nó có con rồi, con mình thương rồi, giờ hai đứa thương nhau, mình lại hả chê bai, mình khó khăn với nó. Con hiểu không? Cái đó không phải là cái lỗi của nó. Cuộc đời nó vô phước thì nó chịu như vậy. Mình cũng phải chấp nhận, mình phải thương nó. Giống như mày thấy cô thử không? Thằng Bi á, tối ngày cứ thế nọ thế kia. Mày phải biết như vậy. Đừng có khó khăn với nó, con cái làm gì. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình. Giống như giờ tao thấy vợ chồng mày mà hạnh phúc là tao vui. Vợ chồng mày không vui là tao chán, có ai cho vàng cũng không ham. À, đó, cái này đi rồi chút nữa má nấu. Để tôi nấu cho bà. Bà mà nấu không có vừa ý tôi đâu. Đang tự nấu luôn. Ừ. Hôm nay nấu canh chua nè. Con cá lóc kho nè, thấy không? Ăn con cá lóc, ăn cá lóc còn rẻ hơn cá biển nữa đó. Nè má ướp sẵn rồi nè. Rồi chút nữa rồi trưa má. Đó, thì giờ ước vọng của má là như vậy, hiểu không? Còn như mai mốt mà tao mà có chết rồi thì mượn những cái chuyện mai mốt có gì nhờ cậy anh hai mày, vợ con gì đó. Nhưng mà hả, khuyên nó gặp được cái đứa là phải coi trước coi sau, coi giò coi cẳng coi nó hiền lành không, nó ngoan không. Nói chung là hả, nó đi học thì nó quen, nhưng mà kệ, để cho nó quen đi rồi cho nó dẫn về, rồi mình từ từ mình thăm dò mình mới nói nó được. Bây giờ cấm đoán nó. Con á, nó là con của mình, nhưng mà con phải nghĩ nó là bạn của con. Con hiểu không? Mẹ con phải ngồi nói chuyện tâm sự nhau, chứ không phải nó mới vừa nói tính nói cái gì cái la lên cái mai mốt nó có làm cái chuyện gì, hay là nó có muốn ý nó muốn nói cái gì nó đâu có dám nói, hiểu không? Nên làm con á, con mình á, nó là bạn của mình phải thường xuyên
có đi bán đi buôn gì, rồi cũng phải về sớm sớm để dành cái thời gian mẹ con nói chuyện. Con ơi, cái hôm nay là con đi học như thế nào, vui buồn kể cho mẹ nghe, cái gì nói cho mẹ nghe, chia sẻ với nó, có vui thì nó kể vui, có buồn thì mình cũng phải chia sẻ với nó, an ủi nó. Chứ không phải ví dụ như gặp những chuyện gì cái là chửi bới lên, ơi mày ngu quá thế nọ thế kia, lần sau nó sợ quá không dám nói, con hiểu không? Hay càm ràm, mình kêu thờ đồ trong nhà thì mình thấy nó hơi bề bộn, thì con nó đang mắc làm dọn dẹp đằng trước, thì mình kêu Toan vô dọn dẹp, thì cái đầu cái con mình nó cũng nghe lời rồi, nó nói từ từ để con dọn đằng trước xong con vô. Không chịu, vô dọn liền, tao kiếm mày vô dọn liền, căng nhằn chửi y xèo luôn. Giống như bây giờ bao có bao giờ nội đánh nó đâu, thấy không? Má không bao giờ đánh, má chỉ nói thôi. Ví dụ ở trường có gì gì kể cho nội nghe, rồi á hả, nội phân tích cho nó cái điều đó nên hay là không nên, con phải từ từ coi lại, hiểu không? Má nói con, má dạy con là như vậy, hiểu không? Ok. Ừ, ok. Mày ok, mày ok thì cái mày đi về sớm sớm giùm tao. Nè, Toàn của mày á, bây giờ nó xí xọn lắm á. Tối nào nó cũng lên trển nói chuyện với gái trên đó đó. Mà không biết là học chung hay là ở đâu. Bữa nào hai mẹ con mình dụ nó. Nó chứ Toàn dẫn bạn về chơi để coi mình coi thử coi con nhỏ là như thế nào. Hiểu không? Nhưng mà nó dẫn về mày đừng có hả la cái gì là nó quê với bạn nó. Đúng không? Giờ con phái hả, giờ nó kiếm vợ Nha Trang hả, hay là miền Tây, hay là miền Bắc. Vợ của nó ai biết nó kiếm ở đâu, kiếm mà sao mà mở được, sao nó hiền thiếu màu chắc anh gì, chắc bị người ta hiếp quá. Tại vì nó đi học rồi, nó về nhà, nó ở nhà không, nó có làm đi la được đâu, không biết sao nữa. Nó kệ nó đi, giờ thì để ta coi thử coi, ta thấy tối nào cũng lên tới khuya rù rì rủ rỉ á, nghe tôi nó kể mà hỏi nó là nó cứ chối hoài à. Để bữa nào má dụ nó coi, thôi kệ nó, giờ nó lớn rồi, miễn là nó học thôi, còn có bạn thì cũng phải cho nó có bạn, hiểu không? Chứ giờ mình đâu có cấm nó được, nhưng mà cái tính thằng đó hả, nó hậu đậu hả? À, hậu đậu lắm, mai mốt á chắc ngoan thì có ngoan, nhưng mà làm cái gì là hậu đậu lắm, phải rầy, mai mốt không biết làm sao nữa. Giờ hả, tao định mai mốt tao kêu hả bà bảy đi, tao kiếm con nhỏ nào gần sớm gần làng, con nhỏ miền Tây rạch sỏi làm mai cho nó coi nó chịu không. Giờ hả, để dành đi, cứ tích cóp đi, cứ ngày để dành 100%, 3-4 triệu cái xăm chị vàng để đó. Gửi má, tao giữ à, tao không có lấy đâu. Xong cứ xăm chỉ vàng, cứ tháng xăm chỉ vàng. Sắm làm được 3 năm là được 3 cây mấy rồi. Lúc đó cưới được con. Để còn con nữa nó tấn lên, thằng nó tấn lên cái mình cũng để dành giống vậy. Thông qua chương trình á, muốn kìm vợ cho con á, cũng muốn nhưng mà sợ không được thôi. Còn muốn là muốn chứ sao không muốn. Muốn kiếm vợ cho con á cũng được được. Xin chào các bạn. Nếu các bạn nào yêu thích câu chuyện nhà Hồng thì bấm like và chia sẻ giùm cho nhà Hồng nha.